Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, trong đó các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển với Hàn Quốc. Chiều nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với bà Choi Kyung-ju, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Tại buổi làm việc ông Nguyễn Ngọc Bình chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam Hàn Quốc nói chung, giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc nói riêng, đồng thời trao đổi đề nghị bốn sự kiện quan trọng dự kiến tổ chức vào năm 2022, đó là tổ chức cuộc thi nói tiếng Hàn, chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc và đêm biểu diễn văn nghệ hai nước, hội thảo về hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Đà Nẵng Hàn Quốc và hoạt động kết nối đối tác giữa hai bên. Sau khi trao đổi thảo luận, hai bên đã thống nhất các đề mục hoạt động sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức trong năm 2022 và cho rằng đây là những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, Hàn Quốc nói chung, giữa Đà Nẵng và Hàn Quốc nói riêng, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2022. Trên tinh thần đó, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các sự kiện.